Dương Dương hóa triển chiêu gây bão cõi mạng với nhan sắc đẹp như tượng tạc khiến fan xỉu ngang. Loạt khoảnh khắc mới nhất của nam thần Dương Dương nhanh chóng leo hot search Weibo khiến người hâm mộ xỉu ngang xỉu dọc. Nhắc đến những nam thần màn ảnh hoa ngữ, chắc chắn không ai có thể làm ngơ trước cái tên Dương Dương. Với khuôn mặt đẹp trai và chiều cao lý tưởng, Dương Dương là mục tiêu số 1 cho các vai diễn nam thần của các bộ phim ngôn tình. Đạo diễn Lý Thiếu Trung đã nhận xét, ngoại hình của Dương Dương không phải là hiện đại tây hóa, mũi cao mắt to, mà là mang theo hương vị cổ trang, đôi mắt nhỏ hẹp dài, ở tuổi mới vừa biết yêu, rất thích hợp để diễn giả Bảo Ngọc. Gương mặt của anh ấy rất chính trực, lương thiện, lại xuất thân từ quân đội, cậu ấy trông rất ngây thơ, có một loại sạch sẽ đơn thuần, không nhiễm tạp niệm xã hội. Từ khi ra mắt khán giả cho tới nay, anh chàng đã có cho mình một số lượng không nhỏ những tác phẩm chuyển thể, có thể kể đến như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh kết hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba. Chưa dừng lại ở đây, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhan sắc của Dương Dương có thể cân mà ống kính cam thường, lấn át hết những sao nam khác. Mới đây, Dương Dương lại tiếp tục gây bão khi xuất hiện với tạo hình triển chiêu trong một show truyền hình Thanh Xuân Hoàng Du Ký. Cụ thể, bộ ảnh hậu trường của Mỹ Nam họ Dương đang hot xình xịch trên mạng xã hội xứ Trung thời điểm hiện tại. Bạn trai tin đồn của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình sự up sự down với màn cosplay nhân vật triển chiêu. Vẫn biết Dương Dương sở hữu nét đẹp nam thần được mến mộ nhất nhì showbiz, nhưng màn hóa thân bất ngờ này của anh chàng thực sự trở thành cú nổ visual đặc biệt. Diện bộ trang phục đỏ với họa tiết cực kỳ nổi bật, Mỹ Nam đình đám khiến nhân vật triển chiêu sống lại trong tâm trí độc giả. Kể từ nay trở về sau, ngoài Hà Gia Kính vốn là tượng đài kinh điển, showbiz sẽ có thêm một chàng Mỹ Nam nữa đảm nhận xuất sắc vai diễn này khi sở hữu visual long lanh tới từng milimet. Không dừng lại ở đó, những khung hình đẹp đến mê đắm lòng người của Dương Dương tại hậu trường đủ để khiến dân tình càng thêm háo hức chờ đợi sau lên sóng. Các fan chia sẻ rằng nếu bộ phim Bao Thanh Thiên có thể được làm mới, nam thần họ Dương chắc suất có ngay vai diễn triển chiêu đại hiệp chí công vô tư và cực kỳ ngầu. Khoảng thời gian gần đây, Dương Dương chưa nhận thêm bất kỳ dự án phim ảnh nào. Trước đó từng có tin đồn Dương Dương sẽ kết hợp cùng Dương Tử trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám mang tên Trường Tương Tư của tác giả Đồng Hoa thuộc thể loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu chịu nỗi thống khổ mất mẹ xa cha từ khi còn rất nhỏ. Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Trụ nhan hoa trong cơ thể giúp nàng có thể biến đổi hình dạng tùy ý, nhưng ngay hình dạng thật của mình, nàng cũng không sao biến ra nổi, bởi lẽ nàng gần như đã quên mất mình thực sự trông như thế nào. Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăng tăng dù chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng hoa, ăn cổ vịt chân gà. Vậy nên đến cuối, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết thảy. Người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên nàng suốt đời. Trước đây, Dương Dương và Dương Tử từng xuất hiện cùng nhau trong đoạn quảng cáo khoai tây chiên, đồng quảng bá cho một dòng sản phẩm trong mùa lễ thất tịch. Tuy nhiên, đây chỉ là hoạt động nhỏ ngoài lề, nhưng bộ đôi đã liên tục kéo nhau lên hot search Weibo. Cư dân mạng để lại bình luận, hiếm có cặp đôi nào vừa hợp tác lần đầu đã đem đến cảm giác couple mạnh mẽ đến như vậy. Hiện tại, thông tin Dương Dương và Dương Tử đóng cặp cùng nhau trong Trường Tương Tư chưa được đoàn phim xác nhận, nhưng cư dân mạng đã bắt đầu màn hô hào hóng hớt nhiệt tình. Mặc dù nhiều người ủng hộ sự kết hợp này giữa Dương Dương và Dương Tử, song cũng không ít cư dân mạng lên tiếng phản đối không ngừng. Netizen cảm thấy sự chênh lệch tương đối lớn khi đặt Dương Dương và Dương Tử ở cạnh nhau, không tạo được cảm giác lãng mạn, cho rằng nếu đóng cặp sẽ rất đơ. Sự việc này thậm chí còn là khởi nguồn của một cuộc tranh cãi lớn giữa fan hâm mộ của cả hai.